Với cách này thì mình đã kiếm 500.000 mỗi ngày trên sàn CoinVD, và ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn bào tiền trên sàn CoinVD ha. Nói chung thì cái cách này mình cũng đã có hai cái video trước đó rồi, nhưng mà có một bạn comment đến với mình là bạn ấy đánh đến quả thứ ba thì nó bị lót. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái bí kíp giúp cho các bạn hoàn thành 500.000 mỗi ngày trên sàn CoinVD ha. Rồi thì ok, mình sẽ để cái phần note này qua bên này ha. Ở dưới phần mô tả video của mình hoặc là ở cái phần comment á thì mình đều có để link đăng ký ha. Ở đây thì có ba cái link nè. Cái link đầu tiên là cái link đăng ký ha, các bạn bấm vào đây để đăng ký. Còn cái link thứ hai là cái link tham gia cái nhóm hỗ trợ trên Telegram, và cái link thứ ba là cái link của các bạn hỗ trợ nạp tiền cho các bạn ha. Bạn này sẽ hỗ trợ nạp cho bạn 0.5 đô dành cho tài khoản mới, cũng như là hỗ trợ hoàn tiền cho các bạn ha. Đăng ký thì đơn giản lắm, các bạn bấm vào cái link này nè. Rồi sau đó các bạn đăng ký bình thường ha. Ở đây là cái mã giới thiệu của mình ha, các bạn giữ lại cái mã này. Tên đăng nhập. Rồi mật khẩu. Mật khẩu thì 8 ký tự ha các bạn, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số. Rồi nhập lại mật khẩu, sau đó bấm đăng ký là ok ha. Thì như các bạn cũng đã biết rồi đó, sàn CoinVD là một sàn giúp cho các bạn giao dịch crypto cũng như là chơi game kiếm tiền ở trên đây. Đó. Các bạn có hai lựa chọn, một là vào đây đầu tư crypto bằng việc là các bạn mua những cái đồng crypto ở trên đây, ví dụ như là ETH hoặc là Bitcoin, các bạn chờ nó tăng giá. Hoặc là các bạn có thể vào đây, các bạn lựa chọn cái hình thức là hợp đồng. Đó, thì với hình thức hợp đồng này các bạn có thể ít 50 lần tài khoản của các bạn ha. Đó, các bạn vốn 1 mà các bạn có thể mượn lên tới 50, ít 50 lần vốn ha. Đó là cách để mình dùng đòn bẩy giao dịch crypto. Còn cái thứ hai nữa thì các bạn vào đây các bạn chơi game. Đó. Vậy thì chơi game gì để kiếm tiền thì mình cũng có 2 cho đến 3 cái video nói về cái trò này à. Nhưng mà ở video hôm nay thì mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn, để cho các bạn nắm rõ hơn về cái nguyên lý của nó hoạt động như thế nào. Nói chung là cái nguyên lý này các bạn chỉ cần để ý sơ qua thôi các bạn cũng đã biết ha. Rồi thì ở đây á, để mình show cho bạn về cái phần mình rút tiền ha. Thì ở đây nó có hai cái hình thức rút tiền, đó là rút tiền kỹ thuật số và rút tiền nhanh. Với rút tiền kỹ thuật số á, thì nó sẽ hơi lằng nhằng một xíu. Các bạn sẽ tạo ví rút và các bạn cần phải chọn đúng cái ví mạng TRC20, nó hơi phức tạp. Cái cách thứ hai nó dễ hơn là các bạn rút bằng tiền ngân hàng. À, các bạn chỉ cần đặt lệnh là rút về ha. Các bạn rút tiền ngân hàng á, thì nó chỉ cần các bạn khai báo thông tin cái tài khoản ngân hàng của bạn ha, là xong. Đó, ví dụ như tài khoản ngân hàng của mình đây. Đó, khai báo được một lần thôi. Sau này các bạn rút á, thì các bạn nhập số tiền cần rút. Với hình thức rút tiền với tài khoản ngân hàng á, các bạn chỉ cần rút tối thiểu là 3 đô ha, là rút được ha. Rồi, tối đa là tới 100.000 đô ha. Rồi, thì ở đây là cái lịch sử rút của mình nè. Thì trước đó mình cũng đã rút test. Đó, thì nó về rất là nhanh. Đó, tiền kỹ thuật số và tiền nhanh. Nhưng mà sau này á, mình không rút luôn, mình để mình dồn vốn luôn, mình đánh cho nó thoải mái hơn. Tại vì các bạn biết như thế nào không? Cái trò chơi là trò chơi, nhưng mà cái vấn đề là tâm lý của mỗi người ha. Ở đây mình ví dụ ha. Ví dụ như bạn đang có 50 đô mà lỡ nhưng mà bạn xui bạn bị lót 20 đô, có phải là bạn đứt hết 40%, thì có phải là cái tâm lý của bạn nó khác ha. Nhưng mà ví dụ như mình đang có 1.000 đô, mình bị lót bao nhiêu? 40 đô thì nó cũng không có vấn đề ha. Thực tế thì mình vẫn lót 40 đô như bạn ha. Có thể là bạn lót 20 đô của 50 đô là 40%, còn của mình lót 40 đô của 1.200 nó là câu chuyện khác ha. Đó, các bạn có một cái tâm lý thoải mái á, thì khi mà các bạn giao dịch á, các bạn cũng không có bị áp lực mà các bạn có được cái lựa chọn chính xác hơn. Ok chưa? Rồi, cho nên mình mới nói cho các bạn là khi mình đi lệnh, các bạn nên đi tối thiểu là 1-2% hoặc là 3% thôi, không nên đi quá nhiều. À, tại vì khi mà các bạn đi quá nhiều, các bạn bị một cái đó là tâm lý, ai cũng vậy thôi. Khi mà các bạn đi với cái số vốn nhiều hơn cái số vốn mình đang có, thì các bạn có một cái tâm lý, và khi có tâm lý xảy ra thì cái lựa chọn của bạn nó lại không chính xác. Hoặc là trường hợp mà các bạn xui đi, các bạn bị cháy cái lệnh đó, ví dụ như các bạn đang có là 50, các bạn cháy 20 đó, các bạn không dám xuống để các bạn kéo lại. Nhưng mà trường hợp mình đang có bao nhiêu, 1.200 mà mình cháy 40 đi, mình cũng có thể đi một lệnh 40 để mình kéo lại, hoặc là một lệnh cao hơn mình kéo lại, được chưa? Cho nên mình sẽ có một cái nguyên tắc chung khi mà mình chơi bất cứ cái trò chơi nào á, các bạn nên đi vốn nè 1-3% thôi. Để làm gì? Các bạn thấy 1-3% các bạn thấy nó ít đúng không? Nhưng mà ở đây á, cái vấn đề là mình tâm lý ha. Tại vì khi mà bạn đi vốn ít như vậy, tâm lý bạn rất là thoải mái, bạn đi nó cực kỳ dễ dàng. Còn bạn đi mà vốn, ví dụ như bạn đi 10
cho tới 30%, lỡ mà nó dính một lệnh đi. Mình không nói trước điều gì ha, tại vì cái trò mini game này đôi khi bạn xui đi ha, bạn rất là dễ bị dính đó. 10-30% lúc đó bạn sẽ bị tâm lý ha, mà khi bị tâm lý rồi á thì bạn sẽ có lựa chọn sai chắc chắn luôn ha. Bạn không nhớ số, không nhớ cầu, rồi bạn không nhớ được cái quả mìn nó ở đâu, đôi khi bạn đặt lộn lệnh á đó. Cho nên đây á, mình đi 1-3% lỡ nó có vấn đề gì á, các bạn vẫn còn bao nhiêu, 97%, đúng không? Nó không có vấn đề với cái số vốn của bạn ha. 100 đô mà cháy 3 đô không sao, nhưng mà 10 đô cháy 3 đô có vấn đề ha. Hoặc là bao nhiêu, 200 đô mà cháy 20 đô thì cũng không sao. Còn mà bạn có 50 đô mà cháy 20 đô á, thì có phải là bạn bị áp lực tâm lý không? Cho nên đây á, mình nên đặt ra một cái nguyên tắc là đi vốn nhỏ ha. Đi vốn nhỏ, mình thủ cái vốn lớn á, để như nào, để mình có tâm lý tốt đó. Rồi, thì nếu mà trường hợp vốn của bạn 10 đô á, thì bạn nên đi từ 1 cho tới 3 đô thôi ha. 1 cho tới 3 đô thôi, để khi mà gặp cái vấn đề gì á thì bạn cũng có tâm lý tốt để bạn thoải mái bạn kéo lại được. Rồi ok ha. Đó là cái trả lời cho cái câu hỏi mà các bạn thì chưa có nhắn tin với mình á, là bạn bị dính cái lệnh 3 ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nói là cái lệnh 3 tại sao mà nó xuất hiện ha. Rồi, thì với cái trò dò mìn này á thì cái nguyên tắc của nó để mình nói lại ha. Thứ nhất là nó có 25 cái ô ở đây, và trong đó có 5 ô chứa quả mìn. À, trường hợp mà các bạn quét mà trúng quả mìn thì cái lệnh đó của bạn nó sẽ bị cháy ha. Bạn đi bao nhiêu thì cháy bấy nhiêu. Còn nếu như mà trường hợp các bạn quét ở cái lệnh đó mà không có quả mìn, nó có cây cờ, thì lệnh đầu tiên bạn được là 24%, thì nó cứ double cái lệnh nó lên. Lệnh thứ hai là 53, lệnh thứ ba là 90 mấy, mình không nhớ, thường là mình chốt qua lệnh thứ nhất thôi, hoặc là lệnh thứ hai nè đó. Rồi, vậy thì các bạn có thấy cái chương trình sổ số kiến thiết buổi chiều không? Ví dụ như ngày hôm nay nó sổ con số là 50 đi ha, cái số cuối đặc biệt của nó sổ 50 đi. Vậy thì ngày hôm sau á, các bạn thấy cái tỷ lệ mà nó xuất hiện con số 50 á, nó cao hơn hay là nó thấp hơn? À, câu hỏi chắc chắn là nó sẽ xuất hiện thấp hơn rất là nhiều, bởi vì là tuy rằng là cái xác suất nó như nhau ha, xác suất ngày hôm nay nó là khác nhau, của ngày hôm sau là khác nhau. Tương tự với cái trò dò mìn cũng vậy ha, xác suất của cái vòng này và vòng sau nó khác nhau. À, nhưng mà tâm lý thông thường của mình á, thì khi mà nó đã xuất hiện rồi á, thì cái tỷ lệ mà nó xuất hiện lần hai tại chỗ đó nó cực kỳ thấp đó. Cái này là mình đánh tâm lý ha. Đó, mình dùng tâm lý để mình dự đoán thôi. Thật ra nó không có cái mẹo gì hết, nhưng mà mình dùng cái tâm lý của mình để mình dự đoán một cách thông thường thôi. Rồi, vậy thì bạn có để ý không, nếu như con số 50 nó xuất hiện ngày hôm nay thì ngày hôm sau nó vẫn có thể xảy ra, nhưng mà tại sao người ta lại không dồn người ta đánh con số 50 đó? Bởi vì cái tỷ lệ nó là thấp, đúng không? Nhưng mà nó vẫn xuất hiện ha, vẫn xuất hiện, nhưng mà rất là lâu, khoảng chừng vài tháng hoặc là có thể vài năm luôn, nó mới xuất hiện hai con số giống nhau liên tiếp khác ngày. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đặt một câu hỏi nữa, nếu mà trường hợp hai con số có thể xảy ra, vậy thì ba con số 3 ngày liên tiếp nó có xảy ra không? À, câu trả lời là có, nhưng mà cực kỳ thấp ha. Không có cái con số nào mà nó xuất hiện 3 ngày liên tiếp ở cái số đặc biệt hết trơn ha, rất là hiếm để xảy ra. Vậy thì mình dùng cái tâm lý đó để mình chơi cái trò dò mìn này thôi. Ở đây ví dụ như ở đây nó xuất hiện quả mìn, vậy thì cái phiên thứ hai á, cái tỷ lệ mà nó có cái quả mìn ở ngay cái ô này á vẫn có nha, nhưng mà nó cực kỳ thấp, đúng không? Tại vì tuy rằng nó ngẫu nhiên, nó có thể xuất hiện bất cứ cái ô nào, bất cứ chỗ nào, nhưng mà tỷ lệ xuất hiện hai quả mìn liên tiếp trong một ô này á, nó thấp nha. Bạn có thể đi 10 lệnh nó ra một lệnh, hoặc là đi bao nhiêu, đi 5 lệnh nó ra một lệnh, thì bạn ăn đã 4 lệnh à. Thì mình đã chữa cháy cho bạn là đi tới 3 lệnh lần, lần thứ hai, đúng không? Lần thứ hai nó xảy ra, vậy thì 3 quả mìn liên tiếp ở cùng một ô thì cái tỷ lệ nó cực kỳ hiếm nó xảy ra. Nói chung là nó vẫn xảy ra nha, nhưng mà tỷ lệ cực kỳ hiếm. Vậy thì nếu mà trường hợp nó xuất hiện 3 quả mìn tại cùng một ô thì mình làm như thế nào? Vậy thì ở video này mình sẽ nói chậm và mình giải thích cũng như là hướng dẫn cho bạn cách giải quyết ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại. Thì cái nguyên lý trò chơi dò mìn các bạn cũng đã nắm rất là kỹ à. Thì ở đây mình sẽ có 3 bước mình đi nè. Bước 1 nè, đi. Ở đây mình ví dụ là số vốn 100 đô, mình đi từ 1 cho tới 3% ha. Mình sẽ đi 0.1 đô cho đến khi
xuất hiện quả mềm đó. Khi xuất hiện xong thì mình sẽ qua bước 2. Bước 2 là đi ngay lệnh 1 đến 3%, tùy các bạn chọn vốn ha. 1 đến 3% là con số an toàn. Ở đây mình ví dụ ở đây là mình đi 3% ha. Ví dụ đi 3%. Đó. Đi 3% thì tương ứng với 3 đô. Các bạn có thể dùng cái cách này, bạn nhân cái số vốn bằng lên ha. Vốn ít hoặc nhiều thì bạn cứ chia với con số phần trăm này. Ví dụ như là 3 đô là 3% đúng không? Đi vốn 100, còn vốn 50 thì chia 2 ra. Rồi, đi ngay một lệnh 3% tại ô có quả mìn xuất hiện. Đó. Và chốt ngay lệnh đầu tiên. Đây là mình có lãi 21% của 3 đô. Của 3 đô ha. Của 3 đô là 3% á. Thì ở đây bạn kiếm được bao nhiêu? 6,1, 6,3 đúng không? 6,3 đô. Rồi các bạn trừ đi 0,1 vốn lúc nãy nè, mình hy sinh 0,1 đúng không? Vậy thì ở đây bạn còn lãi là 5,1 đô. Được chưa? Đó là cái bước 2. Rồi, ở bước 2 này nó có hai cái trường hợp xảy ra, là trường hợp đầu tiên là mình chốt rồi đó. Còn trường hợp thứ hai là nó ra xuất hiện quả mìn. Xuất hiện mìn. Thì ở đây mình sẽ quay đi đến bước 3. Đến bước 3. Bước 3 là gì? Bước 3 là mình đi ngay lệnh mình x5 nó lên ha. X5 là từ 5 nè cho tới 15%. Ở đây thì lúc nãy mình ví dụ là 3 đô đúng không? Thì mình sẽ đi là 15 đô. X5 2 10 đúng rồi, 15 đô ha. 15 đô. Tại ô có quả mìn. Và chốt ngay 21%. Thì ở đây các bạn nhân nó ra nha. Thì các bạn nhân nó vẫn kéo lại cái 5 đô này nè. 21 nhân cho 15. Đó thì nó vẫn ra 5 mấy đô á. Rồi. Ở đây là mình chốt mình lãi nha. Chốt lãi, chốt ngay lãi 21%. Và kéo 5 đô. Dạ. Rồi, trường hợp nó xuất hiện quả mìn. Thì mình sẽ ngay lập tức chốt lỗ. Chốt lỗ bao nhiêu? Chốt lỗ là 5 đến 15%. Cộng với 1 đến 3 là mình chốt lỗ là 6 cho đến 18%. Được chưa? Đó. Bạn lỗ có 6% à, thì có phải là bạn kéo lại nó dễ hơn đúng không? Còn mà bạn lỗ 18% á thì kéo lại nó hơi lâu. Đó. Thì cho nên ở đây mình mới nói là từ 1 cho tới 3% tùy vào bạn phân bổ vốn ha. 20% thì nó cũng không có vấn đề gì ha, tại vì là có 10, nếu mà tính 100 đô bạn lỗ có 18 đô à. 18 đô thì mình kéo lại rất là nhanh. Như là cái phương pháp mình nói với 18% này nè, bạn kéo trong vòng 1 ngày là nó về. Đó, được chưa? Rồi bây giờ mình cho nó cái tỷ lệ mà nó xấu nhất thì nó xảy ra, thì ở đây bạn chốt lỗ luôn nha, đừng có đi nữa nha. Mình chấp nhận luôn, mình chấp nhận là mình lỗ ở cái lệnh này luôn. Và mình chốt lỗ đúng không? Chốt lỗ sau đó mình quay lại. Mình nghỉ nha, mình nghỉ cho nó đầu óc thoải mái nha. Nghỉ và quay lại bước 1. Được không? Nói chung là cái trò nào cũng vậy ha, nó vẫn có một cái tỷ lệ rủi ro nhất định, không có cái nào mà nó 100% mà nó chiến thắng hết trơn á. Nó vẫn có 1% là cái xui của bạn á. Đôi khi bạn xui tận mạng à, bạn vô trúng cái lệnh đó nó dính ba cái quả mìn luôn thì đó bạn xui. Nhưng mà mình đã ở đây mình đã để cho các bạn, nếu như trường hợp mà bạn xui tận mạng luôn thì bạn bay có 18% mà nó không có vấn đề ha, bạn vẫn kéo là được. Bạn dành ra 1 cho tới 2 ngày bạn kéo là easy. Chứ đừng có cây cú. Ở đây là trò chơi mình không có nên cây cú ha. Khi mà bạn cây cú mà bạn sẽ dính vào cái bẫy tâm lý là bạn muốn gỡ nhanh ha. Gỡ nhanh thì bạn sẽ dễ bị đi nhanh. Cho nên mình mới khuyên bạn ở đây ha, mình nghỉ và quay lại bước 1 mình đi ha. Quay lại bước 1 và gỡ sau 1 đến 2 ngày. Tại vì ở đây bạn nên đặt ra mục tiêu á, ngày kiếm từ 10 cho tới 15% thôi, đừng kiếm nhiều quá.
Tại vì kiếm nhiều quá mình sẽ bị một cái tâm lý là mình háo thắng và mình đi liên tục ha. Và khi đi liên tục thì bạn chắc chắn bạn sẽ bị dính cái bẫy tâm lý à. Nói chung là trò chơi này là cái trò chơi tâm lý của mình ha. Tâm lý mình vững mình chơi thì nó ok, còn tâm lý mình không vững thì mình chơi nó không ok lắm. Rồi ở đây nó sẽ có thêm một cái ha. Nếu mà bạn vào mà cảm thấy tâm lý không tốt thì mình sẽ nghỉ và vào ở phiên sau. Đó, cái này thì nó mang cái tính cảm giác á. Đôi khi bạn vào bạn có cảm giác không có vui, không có tốt, hoặc là bạn cảm thấy nó không ok lắm gì đó, thì bây giờ thôi không làm, không vào luôn. Một tí nữa mình vào ha, khi nào thoải mái mình vào. Đó. Với cái mini game này bạn phải có cái đầu óc bạn thoải mái, bạn vào bạn chơi mới dễ win. Tại sao mình lại chơi rất là nhiều ngày và rất là nhiều lệnh, mình không có xuất hiện cái lệnh 3 lần liên tiếp. Đó. Bởi vì là khi nào mình thoải mái, mình thấy ok la mình mới vào. Và mình vào mình chốt từ 4 cho đến 5 lệnh ha. Và mỗi phiên nè, bạn chốt từ 4 cho tới 5 lệnh thôi. Đó, đừng chốt nhiều, đôi khi bạn đi nhiều quá thì nó sẽ dính thôi. Đi nhiều quá sẽ dính ha. Ở đây chốt 4 đến 5 lệnh và một ngày các bạn vào nè. Một ngày mình sẽ vào 4 cho đến 5 phiên vậy thôi. Hoặc là bạn đặt ra mục tiêu là vào 2 phiên, 3 phiên cũng được ha. Mình đừng có vào lâu ha, mình đừng có ở trong sàn lâu quá. Ở trong sàn lâu quá thì mình bị tâm lý ha. Nói chung là mấy cái này nó là cái bài tâm lý của bạn ha. Tâm lý bạn không tốt là chắc chắn bạn sẽ bị dính ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái trò dò mì này. Ok, mình nắm được nguyên lý, mình nắm được tất cả các công thức rồi ha. Bây giờ mình đi nè. Bạn phải có tâm lý thoải mái bạn đi á, là nó không có bị ha. Cho nên là nếu như trường hợp bạn đi mà bạn cảm thấy ok trong cái phiên đó bạn cảm thấy không thoải mái, ok không thoải mái thôi mình không đi nữa, một tí mình vào vậy thôi, đơn giản ha. Và bạn đặt cái mục tiêu ha, một phiên như vậy bạn kiếm 5 lệnh ha, đừng có kiếm nhiều quá. Ở đây mình sẽ đi lệnh 10 đô cho bạn luôn nè. Quên nữa, để mình note lại cái vốn mình là 1209 ha. 1209.8. Ở đây mình đã có vốn nè. 1209.8. Để sau cái phiên này mình kiếm được bao nhiêu nha. Mình kiếm 5 lệnh nha. 5 lệnh là 5 đô á. Thấy 2 đô nhé. 5 lệnh là 10 đô nhé. Giờ mình đi nè. Mình thấy ok không? Đó, lệnh đầu tiên mình thoải mái mình đi. Mình không có bị vướng bận. Mình không có tâm lý xấu. Mình đi rất là dễ win. Đó. Ok ha, giải quyết được cái vấn đề tâm lý này thì bạn thoải mái bạn đi thôi, không có cái gì hết. Rồi cứ thế mình đi thôi. Ở đây thì mình kiểu như mình chơi trò chơi là thả con tép bắt con tôm, mình hy sinh 0.1 để mình kiếm 2. Ok, ở đây mình đi 10 đô là cái vốn mình nhiều nha, mình mới đi 10 đô nha. Còn bạn vốn ít thì bạn nên phân bổ ra đi ít thôi. Đi 1-3% thôi, các bạn cứ dùng công thức 1-3% ha. Mình đi cái vốn nhỏ như vậy mình không có bị tâm lý. Mà khi mà không bị tâm lý thoải mái bạn đi rất là ok la. Ở đây nó có một cái kiểu như là tâm lý xấu, khi mà bạn càng sợ thì nó càng bị. Bạn có đồng ý với mình không? Khi nào mà bạn cảm thấy mà hồi hộp, bạn sợ cái gì đó thì rất dễ bị gặp. Kiểu như bạn đang đi trên đường bạn sợ bị giao thông đi, chắc chắn bạn gặp giao thông luôn. Hoặc là bạn đang đi trên đường mà bạn sợ bị dấp ổ gà này, chắc chắn một xíu bạn sẽ bị dính ổ gà. Cho nên đôi khi cái tâm lý nó nặng thì nó sẽ kéo theo cái xuôi của mình theo ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình đi nè, mình thắng 2 lệnh rồi nè, được chưa? Mình thắng 2 lệnh nè. Đó, thì cái trò này mình thả con tép, mình bắt con cua. Đó, con tép là 0.1, con cua của mình là 2. Đó, bỏ 0.1 kiếm 2. Và các bạn chỉ cần vào các bạn chốt giùm mình 5 lệnh là ok. Lệnh thứ 3 nha. Lệnh thứ 3 đó, đó bạn thấy không? Chỉ có lần 2 thôi là mình đã win nè, chưa tới cái quả mìn thứ 2 để mình kéo về nữa. Đó, tâm lý tốt, tâm lý vững là bạn vào là ok hết, không có vấn đề gì hết. Lần thứ tư nha, lần thứ tư của mình nè. Ok, bây giờ mình sẽ x5 lên nè, x5 lên thoải mái mình đi, được chưa? Ok chưa? Đó, nó mới xuất hiện 2 quả mìn thôi. Mới xuất hiện có 2 quả mìn, mình mới đang ở bước 2, mình qua bước 3 mình kéo lại nè, được chưa? Rồi lần thứ tư ha, lần thứ năm mà lời nữa là mình chốt nha, mình chốt 5, tại vì cái nguyên tắc bạn nên đặt ra là kiếm bao nhiêu rồi bạn chốt ha, không có nên mà vượt cái target mình đề ra ha. Hoặc là có thể chưa đủ target bạn chốt cũng được ha, nhưng mà tốt nhất là đừng có chốt quá cái target của mình. Mình nên có một cái ngưỡng nào đó để mình dễ thực hiện, hoặc là có thể nếu như
thực hiện không được thì nó cũng gần cái nửa, gần cái ngưỡng đó ha. Rồi ok, mình đi cái bước này nè, được chưa? Mình kiếm được là 5 lệnh nè, đó đủ 5 lệnh, sau đó mình chốt thôi. Ok chưa, đơn giản chưa? Đó, 2 đô nè. Hồi nãy 10 là mình kéo đây nè. Được chưa? Lệnh này vẫn lời nha, 10 trừ 10 vẫn còn 0.9 nè. 0.9 mà trừ đi 1 vẫn lời 0.8 nè, được chưa? Đó, 2 đô, easy game chưa? Bây giờ mình sẽ quay lại cái vốn của mình là 1219 đúng không? Ở đây là 1209. Được chưa? 1219.1. Đây. 1219.1 trừ đi 1209.8. Phải là mình kiếm được 9.3 đô đúng không? Đó, một phiên như vậy các bạn chốt cái dần chốt bao nhiêu thôi. Và sau đó các bạn ao nghỉ một tí, các bạn vào ha. Tâm lý tốt thì vào. Ok, kiếm 200. Bây giờ 200 một xíu nữa bạn qua cái phiên thứ hai kiếm thêm 200 là 400, phiên thứ ba 600, một ngày bạn vào 5 phiên. Ok chưa? Tại vì một phiên như vậy nó chỉ chiếm các bạn khoảng tầm 5 phút thôi. Tại vì khi mà mình quay video mình nói chậm và mình thao tác chậm để cho các bạn hiểu vào vấn đề và các bạn đi nó ok hơn. Còn khi mà mình đi á, mình kích rất là nhanh, mình kích bụp 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 xong, chốt xong nghỉ ha. Tại vì ở trong cái mini game này á, bạn càng hạn chế ở lại sàn càng lâu á càng tốt ha. Ở lại sàn thấp ít thôi. Mình đặt cái mục tiêu là ở trong sàn 5 phút thôi. Trong 5 phút đó kiếm bao nhiêu kiếm mà mình ao ha. Đừng có ở lâu quá mình bạn lại bị dính cái bẫy tâm lý ha. Nói chung là tâm lý của bạn ha. Tâm lý bạn không tốt thì bạn vào rất là dễ. Và khi mà bạn có được cái tâm lý sợ á, càng sợ càng bị ha. Bạn nói cái lệnh này dính cái quả mìn đầu tiên là sợ quá, không biết là cái lệnh thứ hai có không, bấm cái có luôn ha. Sợ quá, lệnh thứ hai mình còn một lệnh á, mình sợ mình gần hết vốn à. Mình đi lệnh to quá, vốn mình có 10 đô, mình lỡ đi hết 6 đô à. Tại vì cái lệnh này mình không đủ kéo, mình sợ mình đi cái bụp chính luôn cháy ha. Cho nên là bạn cần phải đi ở cái số vốn nhỏ nhất là 1-3% thôi. Được chưa? Để mình có tâm lý tốt. Mình nói lỡ mà mình đi bao nhiêu? Cháy bao nhiêu? Nếu mà tối đa qua 3 quả mìn mà cháy bao nhiêu? 6%-18%. Nếu mà trường hợp cháy 6%, 6% không sao. Tại vì 6% dễ kéo ha. 6% nó không có quá nhiều so với cái số vốn mình đang có. Ok la, kéo lại được. Một tí kéo ha. Đi ra ngoài chơi xíu hoặc là bạn làm việc gì đó khi nào thoải mái quay lại kéo ha. Một lần vào kéo 2%, kéo 3 lần ok 6%. Dễ không? Nhưng mà bạn lỡ đi cái số vốn cao, bạn bị tâm lý ha, thì bạn rất là khó để bạn gỡ lại được. Ok ha, thì đó là cái phương pháp giúp cho các bạn có được một cái tỷ lệ thắng khi mà các bạn chơi trò chơi trong app của CoinVID và giúp cho bạn kiếm 300-500 một ngày là chuyện trong tầm tay của các bạn ha. Rồi, thì nếu như bạn cảm thấy cái video này hữu ích á, bạn có thể để lại một subscribe cũng như là một comment để ủng hộ kênh của mình ha. Trường hợp mà các bạn chưa có tài khoản, các bạn có thể đăng ký thông qua link giới thiệu của mình để được tặng 0.5 đô cũng như là được hoàn tiền khi mà các bạn lót ở lần đầu tiên ha các bạn.